Ở đây có một cái cây giống như cây súng bự nhất ở đây. Dạ, ở đây là cái khẩu pháo DKZ-75. À, thì khẩu pháo này đã được lực lượng biệt động phối hợp với các đơn vị bạn quân giải phóng. À, thì ví dụ một chiếc xe tải trong đó chở cả 100 khối gỗ như thế này, thì có 3-4 khối chúng ta thiết kế để mà ém vũ khí như thế này đây. À, rất là độc đáo. Như là cái cây gỗ mít á, nó mềm lắm. Dạ. À, nó dễ đục đẽo, cái đục đẽo thành hình của dạ, những cái hình đạn, của những cái loại đạn, loại vũ khí như thế này đây. Nó nói là cũng như hôm đó là nói với cái thằng Quýt của Len đó, là đang ở trong cái nhà chính đó đó, là nghe nổ là chạy quá trời luôn, chạy trốn muốn chết. Yeah. Nó nói vậy thôi chứ mình không biết. Yeah. Thì thằng em nó học lại. Biệt động Sài Gòn, họ để lại cả một lịch sử. Và phải nói là đó là một bản trường ca của những người biệt động Sài Gòn. Phải nói là nó dài lắm, để khám phá hết những giá trị của những chiến sĩ biệt động Sài Gòn. Một tập không bao giờ nói hết, phải có tập thứ hai, thậm chí tập thứ ba. Mời các bạn tiếp tục theo tôi khám phá tiếp nha. Khi ghé quán cà phê Đỗ Phủ, cơm tấm Đại Hàng tại phường Tân Định, quận 1, thực khách như đi vào vòng xoay thời gian về với những năm 40 của thế kỷ trước. Khi đó, nơi này thực chất là nơi cất giữ, chuyển giao thư từ, tài liệu mật từ Đô Thành ra chiến khu, dưới vỏ bọc là quán cơm bình dân cho người lao động. Chưa kể là quán nằm sát vách nhà của một tướng quân đội Việt Nam Cộng Hòa, nên các chiến sĩ biệt động Sài Gòn phải hết sức mưu trí, cẩn trọng trong từng hoạt động. Ngày nay, đây vẫn là một quán cơm tấm, cà phê và cũng là địa điểm dừng chân trong các tour theo dấu chân biệt động Sài Gòn của một số công ty du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cũng là một cái phương tiện rất là đặc biệt mà các chiến sĩ biệt động Sài Gòn, đặc biệt là các chiến sĩ giao liên rất thường xuyên sử dụng trong quá trình hoạt động, đó là một cái loại mực mà khi viết lên trên giấy thì nó sẽ không có hiện chữ lên. Nhưng mà khi bôi một cái lớp hóa chất thuốc mỡ lên trên cái giấy đó thì nó sẽ hiện chữ như thế kia đây. Thì giao liên chúng ta biệt động rất thường hay sử dụng để mà vận chuyển thư từ tài liệu, đặc biệt là từ vùng Sài Gòn ra ngoài Củ Chi. Hay là kế bên đây nữa là bộ dụng cụ để làm giấy tờ giả. Thì biệt động phải hoạt động một cách công khai, hợp pháp hóa mình với nghề nghiệp đàng hoàng, chứ không phải là trúng chui trúng nhủi để mà ẩn trốn rồi đợi đêm tối hay gì đó lên hoạt động là không có. Mà muốn như thế thì mình phải có giấy tờ đầy đủ. Và để có được giấy tờ này một cách hợp pháp thì bản thân chúng ta phải tự trang bị, chứ địch không thể trang bị cho biệt động được. Và một số chiến sĩ được giao nhiệm vụ là phải bằng những cái công cụ hết sức là giản dị đơn sơ như thế này, nhưng mà làm được những cái bộ giấy tờ giả, gọi là giả nhưng mà nó y như là thật, thật mà giả, giả mà thật. Và những cái giấy tờ này có thể nói rằng đã góp phần rất là lớn để hợp pháp hóa được danh tính cho các chiến sĩ biệt động Sài Gòn chúng ta hoạt động trong một khoảng thời gian rất lâu và an toàn ngay trong lòng địch ở tại Sài Gòn này. Tôi thấy có trưng bày vũ khí. Dạ, không gian bên đây là không gian giới thiệu về, cũng như là trưng bày về một số các cái loại vũ khí mà lực lượng biệt động Sài Gòn cũng như là các đơn vị quân giải phóng sử dụng trong quá trình hoạt động của mình. Trong đó có cả những loại vũ khí như là của Mỹ, của Pháp luôn, là do đặc thù của lực lượng biệt động là hoạt động trong lòng địch trong Sài Gòn, cho nên cái việc mà vận chuyển vũ khí, súng đạn vào trong nội đô này có thể nói rằng cực kỳ khó khăn và nguy hiểm. Cho nên cấp trên cho phép biệt động cái chủ trương đó là sử dụng vũ khí của địch để mà đánh địch luôn. Cho nên nếu như mà chúng ta có tịch thu được hay là có lấy được của địch những cái loại vũ khí, thiết bị gì, quân sự gì đó, thì chúng ta cũng tận dụng để mà đánh địch, bên cạnh chúng ta bảo quản những cái loại vũ khí mà đã có từ trước. Ở đây có một cái cây giống như cây súng bự nhất ở đây. Dạ, ở đây là cái khẩu pháo DKZ-75. Thì khẩu pháo này đã được lực lượng biệt động phối hợp với các đơn vị bạn quân giải phóng ngày 1 tháng 11 năm 1966. Dạ. Mà vận chuyển vô trong nội thành luôn. Dạ, chúng ta vận chuyển ra những cái khu vực riêng của Sài Gòn để mà pháo kích vào, tại vì cái tầm pháo kích của nó là cũng tương đối xa. Cho nên không phải chúng ta vận chuyển ngay vào nội đô của nó, nhưng mà ở cái vùng rìa ở ngoài
Và từ đó nhưng mà cũng rất là nguy hiểm. Đúng chứ rồi. Không phải ở ngoài đó là an toàn, là dễ dàng đâu. Đó cái ngày này mà đi dễ bị phát hiện lắm. Và cũng ngụy trang rất là khéo léo. Đây là cái không gian để mà cái mới độc đáo nè. Về cái một trong những cái cách thức hết sức là độc đáo mà lực lượng biệt động Sài Gòn đã sử dụng để vận chuyển vũ khí vào trong nội đô Sài Gòn. Chúng ta biết là thập niên 60, 70, thậm chí là tới 80, Sài Gòn thì không có nấu, người dân thì không có nấu bằng bếp điện, bếp ga như chúng ta bây giờ đâu. Tôi củi hết. Đa số là bằng bếp củi hết. Thì đây là những cái khối gỗ cao su rồi gỗ mít đó, được vận chuyển vào Sài Gòn với số lượng rất là lớn mỗi ngày. Từ Củ Chi, từ Tây Ninh, rồi từ miền Tây lên. Thì ví dụ một chiếc xe tải trong đó chở cả 100 khối gỗ như thế này, thì có 3-4 khối chúng ta thiết kế để mà ém vũ khí như thế này đây. Rất là độc đáo. Như là cái gỗ mít á, nó mềm lắm. Dạ. Nó dễ đục đẽo, cái đục đẽo thành hình của những cái hình của những cái loại đạn, loại vũ khí như thế này đây. Nhưng mà chúng ta cũng ém với số lượng vừa phải thôi, chứ không phải là ý là cứ đưa bao nhiêu là được. Dạ. Xếp lại cái thành khúc cây. Đâu ai biết gì đâu. Còn cây này sao mà? Thì về cái khẩu cối 82 ly này, có thể nói rằng nó là cả một cái câu chuyện hết sức là độc đáo và thể hiện cho cái sự mưu trí gan dạ của các chiến sĩ biệt động của chúng ta. Chính cái khẩu cối 82 ly này đây, năm 1967 đã được các chiến sĩ biệt động chúng ta dùng để pháo kích vào dinh thự của đại tướng Mỹ Westmoreland. Và có thể nói rằng để mà hiểu rõ hơn về cái quá trình mà chúng ta đưa được cái khẩu cối này vào trong cái vị trí tập kết, cũng như là cả cái quá trình mà chúng ta sử dụng để pháo kích vào dinh thự của đại tướng Mỹ này, thì có thể nói rằng không ai mà hiểu rõ hơn, cũng như hiện tại cũng có một cái nhân chứng lịch sử ở tại đây, đó là cô Bích Nga. Cô là người có thể giới thiệu chúng ta rõ hơn về cái trận đánh này. Dạ, em chào chị. Dạ, chị khỏe không ạ? Nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn này, ít ai ngờ đây là cựu nữ pháo thủ của biệt động Sài Gòn năm xưa, Nguyễn Thị Bích Nga. Bà Nga tên lúc nhỏ là Nguyễn Thị Kim Ta, sinh năm 1951, lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng. Năm 15 tuổi, bà được đưa vào tổ dự bị pháo kích Dinh Độc Lập trên đường Vườn Chuối, quận 3. Năm 1968, bà bị bắt ở Bình Chánh và phải chịu cảnh tù đày suốt 7 năm dài, từ năm 1968 đến năm 1975, trong đó 4 năm ở đất liền và 3 năm ra tận Côn Đảo. Chị có thể kể lịch sử của cái khẩu khối 82 ly này chị? Cái khối 82 ly này thì được tổ chức của mình chuẩn bị từ 9 tháng trước, từ Tây Ninh đem về. Thì khi mà vận chuyển vào thành phố thì mình để trong một cái cây bằng gỗ. Thì rồi xong rồi Giao Ly mới đưa tới cái nhà 4/8. Đường Vườn Chuối, quận 3 đó, để mà phục vụ cho cái đợt đầu tiên. Là cái cối này là phục vụ cho cái đợt nằm trong cái tổ dự bị, đợt pháo kích vào ngày 1 tháng 1 năm 1966, cùng với lại cái cây này. DKZ 75. Thì DKZ 75 này thì nó có hai khẩu. Một khẩu là nằm ở vùng quân 6 xã ở Thủ Đức, và một khẩu nữa thì là bố trí ở rạch Cây Khô, Nhà Bè, và một cái khẩu 60 ly thì bố trí dự bị ở trên cái rạch Thị Nghè. Còn riêng cái này thì đưa vào thành phố đó. Thì khi nào mà ở ngoài kia không bắn được thì có 82 ly mới bắn. Giữ phòng. Đó, nhưng mà năm đó thì hai cái khẩu này người ta thực hiện được, cho nên cái khẩu nào vẫn giữ lại. Giữ lại cho tới ngày 13 tháng 2 năm 67. Thì nhân một cái dịp là, cái dịp đó là tụi Mỹ nó đang huy động là 60.000 quân để nó càn vào vùng tam giác sắt của ta. Đó, thì nó đánh phá. Thì trong khi là mình đã tiêu hao rất là nhiều sinh lực địch của nó, nhưng mà trên đài báo thì nó vẫn nói là cũng như là nó đẩy lùi được các cái lực lượng chủ lực của ta. Cho nên do đó thì quân khu mới lệnh cho chúng tôi là phải pháo kích vào cái sở chỉ huy của thằng tướng Westmoreland. Tại vì cái thằng này nó vừa là tổng tư lệnh quân đội Mỹ ở Việt Nam, mà vừa trưởng cái chỉ đạo cái cuộc hành quân đó.
cho nên là cái thì ngày đó tôi tiến hành là pháo kích. Nhưng mà cái cây cối này á, thì lúc mà pháo kích á, thì là không có cái bàn đế, không có cái bộ chân, không có mái đó, chỉ là cái nòng cối không thôi. Nhưng mà khi thực hiện bắn á, thì bộ phận kỹ thuật có là đo về cái cự ly bắn, tức là từ cái địa điểm bắn cho tới cái mục tiêu là bao nhiêu á, thì là cán bộ kỹ thuật người ta lấy, người ta đo cự ly rồi. Còn cái máy ngắm á, không có máy ngắm thì ví dụ người ta đo một cái đường thẳng, ta gạt một cái đường thẳng trên cái vách tường để cho mình làm sao mình ngắm cho ngay cái đường thẳng đó để mình bắn cho nó chính xác. Còn ở trên nóc nhà đó thì mình trổ một cái lỗ trống 1m2 để cho đạn nó thoát ra. Thì khi mà cái cối này á, thì có làm một cái dàn bằng gỗ để tạm thời là giữ được cái nòng pháo, nhưng mà nó không có giữ được. Khi mà bắn cái trái thứ nhất thì nó đã xê dịch rồi. Thì như vậy là cái góc độ bắn lúc đó là góc độ 75 tăng liều 2, có nghĩa là tăng thêm để cho dự phòng cái độ xê dịch đó. Thì khi mà thực hiện bắn được hai quả thì cái nòng pháo này nó bị xê dịch là hơn 75, góc độ 75. Bắn tới trái thứ tư thì coi như nó trở thành là góc độ 90 thì mình không bắn được nữa. Thì sau đó thì tụi này hai đứa mới là một anh nữa thì là mới thu cái khẩu pháo này lại, rồi sắp xếp đạn để lại để rồi mình hủy diệt rồi rút lui đi. Dạ, giờ chị dạ. Ngồi đây chị, em chị sẽ tâm sự tiếp về cái vụ khẩu pháo đó. Cái bằng đế nó vừa rộng mà nó vừa nặng, cho nên là không có cái cách nào để mà nghi trang đưa vào thành phố được, cũng như cái chân đó, nội vận chuyển cái nòng cối không mà đã khó rồi. Khi mà chở tới nhà đó thì cái chị mà giữ cái khẩu cối này tại cái nhà đó đó, ở chợ vườn chuối phải không chị, chợ vườn chuối ròng rã một tháng trời, chị phải chẻ cái khúc gỗ đó ra để mà chẻ nhỏ rồi ban đêm khoảng 2-3 giờ sáng á mới đem ra ngoài để mà bỏ vào thùng rác đó. Còn cái cây cối này thì mình cất ở dưới cái hầm bí mật, mà hầm bí mật thì mình lại đào ở dưới cái chân tường, cái vách bên kia là sĩ quan ngụy nó ở, còn bên này thì bên mình đào cái hầm bí mật nó ở dưới ngay cái chân tường đó mình cất. Đào người ta không nghe hả chị? Thì bởi vậy của mình hay lắm, đào hầm người ta đâu có hay đâu. Trời ơi. Mình có một cái vách tường nó rỗng, trong đó mình để cái cối ở trong đó đó. Nhưng mà chị trong cái thời mà ác liệt như vậy đó thì cái lúc đó là chị là cái người giao liên không? Chị trực tiếp chiến đấu. Chị trực tiếp luôn? Đúng rồi, lúc mà chị mới tham gia thì chị 15 tuổi. Dạ. Yeah. Chị vô thì coi như là quân khu cho chị đi học ở trường quân sự. Dạ. Yeah. Coi như học một lớp đặc công, công binh, pháo binh và bộ binh. Yeah. Thì đúng ra đó thì là tổ chức cho chị về cái đơn vị đặc công, mới thành lập cái đơn vị đặc công đó. Nhưng mà tại vì chị không có biết bơi, tại vì huấn luyện viên là đưa về dưới Long An á, tập bơi cả tháng trời mà tập bơi không có được. Sao chị không bơi được? Không biết sao mà bơi không được. Nói chung là học khóa đặc công, ví dụ lội sình nè, rồi trèo tường nè, chui hàng rào kẽm gai, thì nói chung là ok hết. Trong khóa đó là đạt loại xuất sắc, nhưng mà lại không có biết lội. Cho nên là cuối cùng là vẫn ở lại cái đơn vị biệt động. Yeah. Đó là về rồi vừa mới ra trường cái là cho đi học một lớp cối 60 với 82. Rồi vừa học xong là về là bố trí là nằm vô cái tổ dự bị cối 82 ly tại vườn chuối để mà chuẩn bị phục vụ cho cái 1 tháng 1 năm 66. Ở chợ vườn chuối lúc đó cũng là nội thành rồi đó. Đúng rồi. Còn khoét một cái lỗ đưa lên nóc nhà rồi bắn cái này nó tiếng nó lớn lắm, rồi xung quanh người dân phát hiện chị. Thì có, nói chung là khi mà mình bắn đó thì dân ở đó thì người ta cũng phát hiện, người ta nghe, nhưng mà người ta cũng không biết cái gì. Thì khi mà mình bắn xong bốn cái trái đó đó thì tại vì theo phương án á thì cái anh kia ảnh sẽ dẹp ra sao. Ừ. Tại vì trang bị là mỗi người là một cây côn 12 ly của Mỹ và
hai băng đạn với một trái lựu đạn. Nhưng mà bên ngoài thì có ba anh để bảo vệ cái vòng ngoài. Còn tụi này là chỉ có rút ra thôi, chứ không được chiến đấu. Khi nào mà ví dụ như ba anh bên ngoài mà bị bắt hay bị phát hiện gì đó thì tụi này mới là tự chiến đấu để giải vây. Thì tới khi mà rút ra đó thì tại vì cái anh đó lúc mà bắn thì cái nòng pháo nó giật, tại vì ảnh phải vừa giữ cái nòng pháo để ảnh canh ngay đúng như cái gạch mà cái gạch đường thẳng của máy ngắm đã ngắm sẵn rồi đó, thì cái nòng pháo nó mới dập vô miệng ảnh, mới gãy hai cái răng là chảy máu. Thì do đó đó thì là chị mới đổi lại là chị ra sau để cho ổng ra trước đó. Thì có hai thằng lính đó, nó đã đứng nó chặn cái cửa rồi, thì ông kia ông vừa ổng đi ra lọt, ổng đi ra trước quẹo vô cái chợ dùm chuối. Còn chị ra sao thì hai cái thằng nó đứng hai bên, nó ôm súng nó đứng vậy nè, nó hỏi trong nhà bắn DK phải không, nó nói tôi không biết. Cái là chị cũng băng qua đi vô, qua bên đường hẻm băng vô chợ dùm chuối. Thì chị vừa qua cái là ở trên lầu đối diện á, người ta nói là Việt Cộng bắn DK một con và một thằng đã đi rồi. Thì vừa lúc đó là xe rip nó tới, sheriff nó chở lính tới, nó vô nhà nó xem là tụi chị đã ra ngoài, là gặp được ba cái anh mà bảo vệ bên ngoài. Là lúc đó là tụi chị tản đi. Thì trách nhiệm của chị lúc đó được giao thêm một nhiệm vụ nữa là phải đến cái điểm hẹn của Giao Liên để báo cho Giao Liên biết là tụi này đã ra an toàn đó. Là cái súng này là sao dẹp được chị? Tháo đi luôn? Không có, mình gom lại mình để đó rồi mình chất cái thuốc nổ á để mình hủy diệt. Đó thì lúc đó hủy diệt làm sao thì mình không biết, tại vì mình cài hẹn giờ rồi. Đó thì sau đó thì tụi chị đi về trên căn cứ an toàn. Lúc đó chị bao nhiêu tuổi chị? Năm 66, 67 là 16 tuổi. À, 16 tuổi. Lúc đó thì chị 16 tuổi, còn em chưa sinh. Chuyện này xảy ra hôm tháng 2 của năm 70, năm 67. Tháng 2, năm 67. Em tháng 13 tháng 2 em năm 67. Tháng 7 em mới ra đời. Tháng 7 năm 67 em mới ra đời. Thì lúc mà tụi chị vừa ra khỏi rồi thì đài phát thanh nó nói là Việt Cộng bắn DK, bị quốc gia bắn là một người bị thương được đồng bọn mang đi. Nhưng mà thực tế đâu có đâu, tụi chị không có sao hết, đi về. Đi về căn cứ an toàn là 5 người. Thêm thắt. Thêm thắt. Truyền thông à. Cũng phải nói gỡ lại danh dự chút xíu chứ, chứ giờ nói lỏng lẻo quá là vô tới chỗ đó bắt mà không hay. Nhưng mà em thấy kỳ công ha, vận chuyển rồi đẻo từng khúc gỗ rồi làm quá trời luôn. Thì có cái lúc mà mình bắn vô trong cái dinh của cái ông tướng đó. Đúng rồi, ngay cái sở chỉ huy của thằng tướng Westmoreland ở cái góc đường Baxter với Điện Biên Phủ. Baxter Điện Biên Phủ. Hồi trước đó là Phan Thanh Giảng. Dạ, đúng bây rồi. Bây giờ Điện Biên Phủ. Dạ. Thì hôm đó là có thằng đó ở ngay chỗ đó nói với lại cái thằng thông dịch viên của nó, mà sau này thì nó gặp cái thằng em kết nghĩa của chị, nó mới kể em của chị cái gặp cái thằng thông dịch viên, nó nói là cũng như hôm đó là nói với cái thằng Westmoreland đó là đang ở trong cái nhà chính đó đó, là nghe nổ là chạy quá trời luôn, chạy trốn muốn chết. Nó nói vậy thôi chứ mình không biết. Thì thằng em nó học lại. Chị quê gốc ở đâu rồi chị? Chị bây giờ nói là quê gốc thì chị không có quê gốc. Tại vì chị hồi nhỏ là chị cha mẹ chết từ khi còn rất là nhỏ xíu, thì ở với ba nuôi. Ba nuôi thì tham gia cách mạng hồi thời chị chống Pháp, xong rồi ba nuôi đi tập kết năm 54, rồi 56 là ba nuôi chết. Thì nói chung là quê của chị, bây giờ chị lấy quê là quê của ba nuôi, chứ chị không biết gốc gác mình ở đâu. Dạ, ba nuôi chị quê ở đâu ạ? Quê Quảng Ngãi, ở Đức Phổ, Quảng Ngãi. Dạ. Ở ngoài Quảng Ngãi thì nói chung là cái khu đó là ai cũng đi tham gia hết. Thì là cái gia đình nào mà có người mà nó cho là nó đi về cộng á, thì nó sẽ đàn áp, nó bắt đi làm này làm cái kia. Đó, cho nên mình cũng thấy được. Rồi với lại quá trình mình đi lên trên núi, mình cắt lá rồi lượm củi này kia, mình cũng gặp mấy anh đó, thành ra là mấy anh cũng có giáo dục mình, cũng hiểu được. Rồi với lại ông già nuôi cũng làm cách mạng. Rồi sau đó đó thì mình đi học,
lúc mà chị học tiểu học, mà học năm đó là lớp 3 đó, thì trong một cái buổi nó cho mình đi học sinh đi cắm trại ở một cái sân vận động rồi đó, mà 12 giờ trưa nó mới đem một cái hình, nó kéo một cái xác của cái anh đó, nó cho rằng là Vĩ Cộng mới bị quốc gia bắn, nó đem nó phơi giữa sân vậy đó, nó cho học sinh mà tụi này nhỏ nhỏ học sinh ra đứng nhìn. Thì từ cái hình ảnh đó thì tự nhiên là nó in sâu ở trong người mình rồi, trong tim mình rồi, cho nên mình thấy có một cái sự căm thù. Cho nên từ khi mà chị ở ngoài đó, chị vô trong này, thì chị quyết tâm là sẽ đi theo cách mạng. Cho nên từ đó thì năm 15 tuổi là chị trốn, chị đi. Đi lên thì cũng gặp mấy anh ở ban tham mưu của Biệt Động á, là mới đưa chị đi học. Ông xã chị, ảnh làm chung đơn vị chị luôn hay sao? Hồi đó ổng là ở trong cái phong trào sinh viên học sinh, ổng đi học về xong rồi ổng rải tiền đơn á, là bị bắt. Rồi chị với ảnh sao mà có duyên gặp nhau trong một cái giai đoạn thì như thế nào? Tại vì là lúc mà ở tù, ổng cũng ở tù. Ổng ở tù 10 năm. Ở Côn Đảo cũng mấy năm á, chị cũng ở tù Côn Đảo. Tức là có một năm là ở chuồng cọp Côn Đảo. Ở tù tất cả là 7 năm, mà ở đảo là 4 năm, ở đất liền 3 năm, mà ở Sà Lim hết, chống chào cờ, chống thi hành nội quy. Nói chung rồi sao mà về, tới khi giải phóng về á, giải phóng thì mới, tức là gần tới giải phóng, cách đó không tới một tháng, thì đang ở Tân Hiệp, nó đàn áp, nó đưa ra ngoài đảo một lần nữa, thì nó định là thủ tiêu, nhưng do cái chiến đấu của của mình nó giải phóng nhanh quá, nó trở tay không kịp, cho nên là cha con lại chạy. Thì lúc đó là mình mới là tự giải phóng. Tự giải phóng rồi sau đó đó là nhà nước mới điều cái lực lượng hải quân á ra để giải phóng Côn Đảo. Nhưng mà trên giữa đường đi á thì hay tin là Côn Đảo đã tự giải phóng, cho nên là sau đó tới ngày 11 tháng 5 thì mới đưa về đất liền. Thì đưa về đất liền á thì lúc đó là chị đang ở cái đơn vị Biệt Động. Thì nói chung là sau giải phóng thì Biệt Động thì người cho giải thể, cho nên mạnh ai thì về xin ở các cái cơ quan khác, thì chị cũng đưa qua Dân Chánh. Đưa qua Dân Chánh thì lúc đó mà đưa về tập trung ở cái trường học Hùng Vương á, thì mới gặp đó, mới gặp ổng rồi nói chuyện qua lại, rồi cũng như tự nhiên ổng thương mình, ổng nói gia đình xuống nói, tại vì ổng là có 4 anh em là tập kết ra miền Bắc hết đó. Thì có một ông anh thứ tư là phó chủ tịch quốc hội, bây giờ ông mất rồi đó, thì gia đình xuống nói rồi mới chịu vậy thôi, chứ không chị, có tìm hiểu chị được bao nhiêu người con? Hai đứa con gái. Có khi nào chị nghĩ là một ngày nào đó chị sẽ dành một khoảng thời gian để chị tìm lại đúng cái quê hương nơi chị sinh ra, chứ không phải là quê hương của người cha nuôi? Chị có ý định đó không ạ? Thì cái ý định đó là chị cũng có từ lâu rồi, từ khi mà giải phóng tới giờ. Dạ. Đó, nhưng mà khi giải phóng thì mấy cái năm mới giải phóng thì mình cũng lưu công việc quá. Dạ. Cho nên là cũng không có đi về quê được. Dạ. Thì bắt đầu năm 85 tới trở về sau thì nói chung mà đi về thì cũng không tìm được. Mà chị cũng về những cái nơi mà hồi xưa ông già ruột á, ông dạy chữ nho ở những cái xã đó đó, thì người ta cũng chỉ biết là ông tới đó, ông dạy xong là ông đi về, rồi ông chết năm nào người ta cũng không biết. Nhưng mà hiện nay chỉ biết được cái mã của ông già ruột là do ông cậu, là anh của má nuôi á, chỉ đó, nhưng mà cũng không biết chết năm nào đó. Thì chị thường xuyên chị hay về á, thì chị dãy cỏ, rồi hiện nay chị đã xây được cái mã rồi đó, chứ còn hoàn toàn không biết ba tên gì, má tên gì đó. Thì mấy lần báo công an thành phố cũng đăng tin giùm chị mà cũng không có tin tức. Rồi năm 2007 chị có nhờ cái chương trình như là chưa hề có cuộc chia ly á, thì chị cũng đưa cái thông tin rất là mù mờ, tại vì người ta cũng tìm được, thì người ta có thông báo là người ta có đưa lên các cái phương tiện thông tin đại chúng để nhờ coi ai biết cho chi tiết. Nhưng mà nói chung tới giờ cũng không biết tin tức gì hết. Nhưng mà nói chung là chị vẫn hy vọng là mình cũng sẽ tìm được một trong hai cái. Thí dụ như bây giờ ông anh á, thì nghe nói là hồi xưa có ông anh,
Nhưng mà anh thì ở với ông nội, cho nên giờ cũng lạc mất. Rồi nghe nói là có ông bác. Ông bác thì nghe nói là ba đó là giao giấy tờ của hai anh em này kia nọ cho ông anh, cho ông bác có để cũng như tụi này lớn để ông giao. Nhưng mà tới giờ cũng không biết tin tức. Cho nên là chị cũng đang hy vọng, nhưng mà nói chung là hy vọng nó mập mờ lắm. Ước mơ thì ước mơ, nhưng mà có tìm được. Nhưng cái hạnh phúc của chị là chị tìm được cái mã của cụ thân sinh của ba chị rồi. Đúng rồi. Tìm được mã của ba chị rồi thì cái đó cũng là một cái rất là hạnh phúc rồi. Dạ. Còn cái thứ hai là hiện nay là cái lực lượng mà chiến sĩ mà tham gia của biệt động Sài Gòn á, là tham gia trong đợt mậu thân á, thì trong cái đợt đó gồm 5 mục tiêu chính thì có 88 chiến sĩ tham gia trực tiếp chiến đấu, chưa tính cái lực lượng là y tá, giao liên, lái xe. Thì đã có gần 70 cán bộ chiến sĩ hy sinh tại trận. Thì hiện nay là không có lấy được hài cốt đó, cho nên là bên biệt động cũng rất là buồn, mà cũng đã có nhiều lần họp với lại Bộ Tư lệnh thành phố và quân khu 7, và cũng đi ra Hà Nội, là thủ trưởng cũng đã có kiến nghị với lại Trung ương là giúp để mà tìm lại xác của những chiến sĩ đó. Tại vì trong Sài Gòn là tụi nó gom nó đi chôn, thì chỉ có là nhờ Trung ương nhà nước làm việc với Đại sứ quán Mỹ đó để mà tìm ra. Tại vì cũng có là cái người Mỹ này đó, thì trước đây thì người ta biết là nó gom đi, nó chôn tập thể, nhưng mà giờ hiện tại thì cái chỗ đó bây giờ nó cũng không biết nữa, cho nên nó không có giúp mình nó tìm được. Cho nên là đây là một cái nỗi mà lo cũng như tâm huyết của bên biệt động Sài Gòn đó, là cái suy nghĩ và cái ước mơ của chị. Nếu mà làm được hết tất cả những đó, em nghĩ là những người như chị rất là hạnh phúc. Dù sao nữa thì đồng đội mình ngã xuống vẫn có một cái nơi an nghỉ, nó mình dùng cái từ là mồ yên mã đẹp, đúng với cái khí chất, cái suy nghĩ, cái bản tính của người Việt Nam chúng ta. Thôi thì tôi chúc tất cả những người chiến sĩ biệt động Sài Gòn năm xưa luôn khỏe mạnh và làm được những điều tốt cho đồng đội, thì đó là những ước mơ chính đáng và đẹp đẽ của những người đã từng tham gia làm nên lịch sử của mảnh đất Sài Gòn, gia định Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.